Xin chào quý vị và các bạn. Cơ khí Hồng Ký là công ty chuyên sản xuất máy biến thế hàng, máy hàng điện tử TIG, MIG, inverter, máy khoan, máy cắt plasma, động cơ điện, motor, máy chế biến gỗ, chuyên nghiệp và có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay. Chúng tôi đã liên tục nâng cao cải tiến chất lượng sản phẩm và không ngừng cho ra đời những mẫu máy mới để phục vụ cho thị trường Việt Nam cũng như thế giới. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Hồng Phúc rất vui được giới thiệu đến quý vị và các bạn sản phẩm máy hàng điện tử HK200Z của chúng tôi với mẫu mới trong năm 2018, với những đột phá về mẫu mã, về thiết kế cũng như là những tính năng gửi đến cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn hãy cùng chờ xem nhé. Chắc chắn là các anh em cánh thợ của chúng ta đã rất là quen thuộc với sản phẩm HK200Z mẫu cũ của công ty cơ khí Hồng Ký rồi. Thế nhưng mà mẫu mới phiên bản năm 2018 này sẽ có rất là nhiều những tính năng ưu việt cả về thiết kế cũng như là cả về chất lượng sản phẩm để gửi đến cho quý vị và các bạn. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn đừng bỏ qua những điều rất là đặc biệt và rất là thú vị mà Hồng Phúc sẽ bật mí ngay với quý vị và các bạn nha. Đối với những anh em cánh thợ đã sử dụng qua chiếc máy HK200Z mẫu cũ thì chắc chắn rằng chúng ta đều rất là hài lòng với độ khỏe và độ bền của sản phẩm này rồi, đúng không nào? Và đối với mẫu HK200Z phiên bản mới nhất 2018 này thì chắc chắn rằng chiếc máy sẽ còn khỏe hơn nữa và còn bền hơn nữa, cũng như lại mang lại những cái giá trị tiết kiệm cho những người sử dụng. Bởi vì sao thưa quý vị và các bạn, khi cho ra đời mẫu sản phẩm HK200Z thì Hồng Ký đã nghiên cứu về nhu cầu sử dụng cũng như là về thị trường Việt Nam, và chúng tôi đã có một quá trình làm việc với các chuyên gia người Nhật Bản hàng đầu tại đây để mà có thể đưa ra một sản phẩm có những cái cải tiến về linh kiện cũng như là về bo mạch. Nhờ đó mà sản phẩm của chúng ta sẽ càng trở nên tốt hơn, bền bỉ hơn về chất lượng, để có thể mang đến một phương án tối ưu nhất về thiết kế, góp phần tiết kiệm chi phí tối đa cho người tiêu dùng. Vì vậy mà có thể nói rằng HK200Z sẽ là một sự lựa chọn rất hoàn hảo và có thể đáp ứng được cả hai yếu tố về chất lượng cũng như là về giá cả gửi đến cho người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, một cái điều rất là đặc biệt khi mà chúng ta nhìn thấy sản phẩm HK200Z mẫu mới này, như quý vị và các bạn đang thấy, đó chính là sự gọn nhẹ, tinh tế cũng như là những cái cải tiến so với mẫu cũ HK200Z. Quý vị và các bạn hãy cùng nhìn xem nhé. Mẫu mới HK200Z cũng có thiết kế là nút nguồn rất là dễ để mà chúng ta có thể sử dụng. Quý vị và các bạn chỉ cần bật lên thôi là chúng ta đã có thể khởi động máy, tương tự giống như là HK200Z mẫu cũ nhé. Và sau đó chính là nút xoay. Quý vị và các bạn có thể thấy là mẫu mới với cái chiếc núm xoay để mà điều chỉnh cường độ của dòng hàng đã được thay đổi màu sắc sao cho phù hợp hơn với chiếc máy hàng, tinh tế hơn và đồng bộ hơn. Và kế bên thì còn được thiết kế thêm về chiếc đồng hồ để hiển thị dòng hàng. Đây là điều mà chiếc máy cũ chưa có, quý vị và các bạn ạ. Và một cái điều thứ hai nữa, đó chính là cọc tra hai đầu với diện tích tiếp xúc lớn hơn. Nhờ vậy mà dòng hàng sẽ lớn hơn và ổn định hơn. Khi quý vị và các bạn cắm dòng hàng, chúng ta có thể dễ dàng rung lắc mà không sợ dòng hàng của chúng ta sẽ bị rơi ra ngoài. Vì vậy mà dòng hàng sẽ được ổn định hơn nè, mang lại sự hài lòng cũng như là thuận tiện cho những cánh thợ trong suốt quá trình sử dụng. Hãy cùng quan sát phần tay cầm. Chắc chắn rằng quý vị và các bạn sẽ cảm thấy rất là thú vị với phần tay cầm mới của chúng tôi, bởi vì thiết kế tay cầm rất là vừa vặn với hình thể của người Việt Nam chúng ta. Nhờ vậy khi mà xách lên thì chúng ta thấy rất là thoải mái, không còn bị cứng nè, cũng như là bị gò bó giống như là chiếc máy hàng cũ nữa. Giờ đây, một chất liệu được làm nên chiếc tay cầm mới đó là nhựa ABS, tạo cảm giác thoải mái nhất, dễ chịu nhất và an toàn cho người sử dụng. Chắc chắn rằng quý vị và các bạn đã hiểu rõ về nhựa ABS rồi đúng không? Đây chính là một chất liệu bảo vệ an toàn cho người sử dụng. Và một điểm đặc biệt khác nữa mà Hồng Phúc rất là thích ở chiếc máy hàng HK200Z này, đó chính là sự an toàn. Máy có khả năng tự ngắt khi quá tải, quá nhiệt hoặc khi dòng điện không ổn định, giúp cho chiếc máy của chúng ta có thể bền bỉ hơn khi sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Và một điều đặc biệt nữa tăng thêm tính an toàn, đó chính là lớp sơn tĩnh điện được phủ ở bên ngoài, kèm theo đó là một lớp keo chống ẩm được phủ trên toàn bộ bo mạch, giúp cho chiếc máy của chúng ta có thể bền bỉ trong môi trường ẩm thấp, cũng như là giúp hạn chế bị giật điện khi chúng ta sử dụng.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị cũng đừng bỏ qua chế độ bảo hành rất tuyệt vời mà Hồng Ký đang áp dụng đối với sản phẩm HK200Z này nhé. Có thể nói rằng khi mua một sản phẩm thì người tiêu dùng không chỉ mua về giá trị mà còn mua cả niềm tin. Nắm bắt được điều này mà Hồng Ký đã áp dụng chính sách bảo hành lên đến 12 tháng dành cho sản phẩm máy hàng điện tử HK200Z mà chúng tôi đang giới thiệu. Chắc chắn rằng quý vị sẽ rất hài lòng bởi vì những uy tín cũng như chất lượng của sản phẩm luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Để hiểu thêm về chi tiết của sản phẩm, mời quý vị hãy truy cập vào trang web www.hongky.com hoặc quý vị và các bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1900 636536. Đến đây thì Hồng Phúc xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những sản phẩm tiếp theo.